Ôi, chủ tịch dạo này suốt ngày cứ ngồi trong xe đây không 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 tiếp khách à? Giờ đi trốn chú ngày nào chú cũng quay chết rồi. Ôi, em tìm chủ tịch suốt ngày cứ đi tìm chủ tịch để review video cho anh em để anh em xem Ủa, đây mà. xe về liên tục luôn, không kịp thời gian mà review tiếp khách, thời gian tiếp khách nữa, thời gian còn đi mua xe cho khách hàng nữa. Ồ, mà chủ tịch cho em hỏi là cái kênh YouTube của chủ tịch là cái gì mà anh em cứ hỏi là sao không có kênh YouTube nào quay video TikTok ngắn quá anh em Ủa xem sao sao không có, anh em cứ vào YouTube này, gõ đây từ khóa Phúc Việt ô tô cũ này, đâu đâu đấy à Phúc Việt Phúc Việt ô ô tô tô cũ cũ à này, ra là đâu này, này bấm đấy, phát kênh kênh YouTube của chủ tịch đi hả YouTube. Ui, YouTube thì mình làm nhiều đây 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 đây, 24.000 người đây này, mua bán ô tô cũ Phúc Việt này, còn kéo xuống dưới này nó còn đây, ô tô cũ Phúc Việt ô tô này, đây toàn ba mấy 40.000 đây người đây này, follow rồi. Phúc Việt ô tô giá rẻ này. Ui trời, anh em cứ sao bảo không có, làm tùm lum cho này này. Thế thì kênh chủ tịch cho nhiều nhiều người follow thế à? Nhiều follow mà không có người xem em ơi. Không có người xem. Cái follow mà lại không xem thì follow làm gì nhỉ? Chả biết được, anh em nào mà đang muốn tìm YouTube của mình thì vào like cho mình một cái like, với cho mình lút tim cho nó đề xuất video. Sao dạo này video nó không không lên, không đề xuất. Chủ tịch có con morning nào hơn trăm giới thiệu cho anh em để anh em tham khảo đi, anh em vào đăng ký cho. Morning hơn trăm à? Chắc khả năng anh em chia mình bán xe cao cao mắt hay sao, anh em Chủ tịch xem chia sẻ mấy con xe đây, rẻ rẻ thôi, đây chủ đây tịch đây bán lô càng tốt. đây 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 giảm giá cho anh em con xe này này, đâu đây con này này, con này về được trước có anh trai trả rồi, 100 đang chào cửa hàng 145, giờ bán giảm giá 5 triệu còn lại 140 thôi. 140 mà con này là Kia Morning à? Kia Morning 2011. 2011 mà 140 triệu. 140 mà thôi. Còn thương lượng không chủ tịch ơi? Báo rút hồ sơ luôn rồi. Báo rút hồ sơ còn thương lượng không? Con nói thẳng luôn là còn thương lượng không? Còn thương lượng chắc ít thôi, con này chắc cũng bán hồi vốn thôi. Con này là đặc biệt cái là âm nha, bố âm nha làm rồi. Màn hình có áp lùi đầy đủ rồi nhờ, vô lăng còn đẹp đấy nhờ. Con số nhẹ nhàng lắm. Chân nỉ nguyên bản ghế ra đây anh em này. Nhưng mà em có thấy con xe này nó hơi nhỏ đấy. Hơi nhỏ thế đấy. Con kia rộng kia hơn trăm kia. Đấy. Đâu con nào? Con đó, số tự động luôn. Số tự động con phong con đen đấy hả? Số tự động à? Con này sedan hai đầu đáp ứng tiêu chí là nó to chưa? To dài chưa? Con này là bản mấy chấm nhờ? Con này là 2.0 thôi. 2.0, hai con này đời bao nhiêu? Số tự động. Mà đời 2003 giá còn rẻ hơn con kia nữa. Bao nhiêu? 125 củ thôi. 125? Con nói thật đây. Thật chứ. Tự động mà lại có rẻ thế à? Đấy. Ui giời ơi, nội thất này. Ui giời ơi. Nội thất lên mà lên ui, ghế, màn hình màn Android hình to đùng cái kia. Túi khí xe này có cả túi khí à? Ui giời, bản thời xưa con này là cái thuộc loại cao cấp đấy. Con model đấy. Em tưởng là xe này nó không có túi khí mà xe này có cả túi khí cả. Ui ghế da sàn này còn bọc sàn 5D này. Con xe này đẹp mà sao rẻ thế chủ tịch? Con này hơi kén khách tí. Tại vì nó hơi ăn xăng, nhưng mà 2.0 thì nó cũng anh em đi gia đình thì quá hợp lý rồi, chứ đâu có 2.4 đâu. Mà khách kén, nhưng mà thực ra là nhiều khách coi lắm. Con này biển Bình Dương à? Mới dọn về với khách hai mà lên đảm bảo trong vòng một tuần là mất xe. Chủ tịch quay qua con morning kìa em. Morning nào? Morning kìa. Lại ký cho anh em đây, con morning kìa. Lại về morning à? Đấy, chú thích xem morning có đây. Đấy, con này bị xịt lúc rồi, xịt lốp rồi. Ôi luôn. Chạy xịt lốp. Tí nữa bơm lốp. Xe này không chạy được rồi, xe này không chạy được rồi. Chạy ngon lần chứ còn đau không chú. Không chạy được rồi. Bao chú luôn, không chạy được, hoàn tiền trả xe. Đấy. Nếu có đền bù gì không, chạy không được là hoàn tiền. Sao mà chạy không được được? Test cho anh em test thoải mái, cứ tới chạy thử. Bao quay đầu cho anh em đấy. Bao quay đầu cho anh em. Ghế da rồi. Đẹp nhờ. Mà đặc biệt con này nha, con này bố Amenya làm hết rồi. Đặc biệt số sàn nó bắt buộc phải làm rồi. Nhưng mà đi làm bố Amenya là nhẹ lắm à? Nhẹ lắm, nhà tưng rồi, chạy nhà tưng máy móc ngon lành. Đi có được khoảng 20 cây số một giờ. Con này mà anh em mà đi mà dưới 20 cây số một giờ mất nhiều mất. Chạy về 80. 80 à? 80 km giờ. Nhưng mà sợ em đi, sợ vừa đi vừa đẩy đây, cái con này đấy. Là được cái là khoảng hành lý nó quá nhỏ. Đúng rồi. Đổ nó ngắn ngắn ít thôi. Đồ. Cái này chị em phụ nữ đưa đi học hay là anh em rồi gia đình nhỏ 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 đi gần gần lâu lâu uống cà phê rồi thì được. Thì nó giá hợp lý mà hơn trăm mà tập lái mà. Chứ còn nếu mà anh em tầm tiền mà hơn 200-300 thì có nhiều sự lựa chọn hơn. Nó tầm xe sedan hai đầu này, nhiều con bên bản này toàn là 300-400 mà một hơn 100 thì ít. Nhưng mà để chọn một xe mà tiêu chí mà nó bền bỉ, tiết kiệm hơn trăm thì morning là lựa chọn hàng đầu rồi. Ok, thế thì cảm ơn chủ tịch rất là nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh của chủ tịch để cập nhật những mẫu xe giá rẻ về hàng ngày của chủ tịch em nhé.
Đó, đây đây cho đang cho vệ sinh rồi bàn giao con đi 10 sáng này nè. À con đi 10 biển 70 kìa. Biển mai cho nhân viên ở trà rửa này kia vệ sinh sạch sẽ rồi sáng nay là tới cái giấy là bàn giao luôn á. À đó là một ngày bàn giao 2-3 chiếc. À. Nói chung mà trung bình một ngày chủ tịch bán khoảng bao nhiêu con? Nói chung là hôm nào ế ế thì chắc 1-2 chiếc. Còn hôm nào vui vui anh em ngồi nhiều chắc 4-5 chiếc á. À. Rồi, đang phân đấu tháng làm một ngày bán chục chiếc. Bán chục chiếc à? Chục chiếc khả năng thế thì chủ tịch phải bán cắt lỗ nhiều vào thì mới được. Khả năng phải cắt lỗ nhiều để bán chiếc. Ví dụ như chủ tịch mua con ví dụ như mua con 200 thì bán khoảng 180 thôi. Ui giời, thế thì bán, thế thì bán nhanh lắm. Đó bí quyết mà, bí quyết thì, mà bán thì đấy chủ tịch cứ thì phải thế chứ bây giờ mình tiêu chí của mình một ngày bán 10 con là mình kiểu như là mình câu khách đúng không? Mình bán cứ nhập 200 về bán 180 thôi. Nói chung là mình làm như vậy là tôi ngoài cái chiêu này khả năng một năm tôi phá sản bán hết đất đấy. À bán hết đúng vậy thôi. Rồi, cảm ơn chủ tịch nha. Ờ. Rồi chào chủ tịch nha.